Nhân Đức giới thiệu chương trình lễ vía Bồ Tát Quán Thế Âm tháng 6 quý vị. Chúng ta sẽ tổ chức 4 ngày lễ vía Bồ Tát Quán Thế Âm nhằm vào ngày 17 tháng 6 âm lịch, nó nằm thứ năm quý vị. Và ngày 18 tháng 6 âm lịch nó nằm thứ sáu, và ngày 19 tháng 6 âm lịch nó nằm vào thứ bảy, và 20 tháng 6 nó nằm vào chủ nhật. Đó là 4 ngày lễ vía Bồ Tát Quán Thế Âm chúng ta tổ chức. Tất cả hàng Phật tử khắp nơi nơi, quý vị nghe qua cái chương trình Nhân Đức thông báo lễ vía Quan Âm Bồ Tát năm nay tháng 6 2023 năm nay, thì quý vị khắp nơi nơi chuẩn bị, và những tất cả những vị trưởng đoàn từ ngoài Bắc hay là miền Nam gì, trong Nam gì, hay nước ngoài gì, hàng Phật tử khắp nơi đó, mình đã có cái cơ hội được tu quý vị. Cái cơ hội được tu là cơ hội quan trọng nhất của cuộc đời chúng ta luôn. Bây giờ mình biết tu, mình hiểu rồi, dù cho tạo của cái sự nghiệp lớn cỡ nào, nhưng mà mình mà không biết tu mình có cầm theo được gì đâu. Nhưng mà nhờ những cái chương trình tu mà mình tu được, mình mới tạo công đức phước duyên. Nên cái cơ hội này quý vị dẫn bạn bè hay rủ người đi lễ Quan Âm Bồ Tát 4 ngày. Mà 4 ngày lễ vía Bồ Tát Quán Thế Âm này lợi ích rất là lớn cho quý vị. Đó là gì? Trong 4 ngày này quý vị đều được nghe pháp suốt luôn. Thí dụ như ngày 17 tháng 6 nhằm thứ năm, là ngày đó quý vị sẽ được cả ngày tu luôn, nghe pháp 4 buổi của một ngày, và tối lễ 500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Và ngày đó quý vị được phóng sanh 3 lần, cúng thí thực 2 lần. Xuyên suốt trong 4 ngày đều y rang như vậy hết luôn. Nên cái chương trình của quý vị mà đến dự lễ vía Bồ Tát Quán Thế Âm 4 ngày thì cái việc lợi ích cực kỳ lớn luôn. Không phải chỉ có đi lễ Bồ Tát Quán Thế Âm không, mà quý vị được nghe pháp và được phóng sanh và được cúng thí thực. Nên tất cả những vị trưởng đoàn hay những người quý vị có thể có tiền thuê xe để rủ tất cả những người miền quê của mình, dẫn dắt người ta đi lễ Quán Thế Âm Bồ Tát để cầu an cho người thân, cầu siêu cho người thân, hay những người mang nghiệp phá thai, quý vị đến dự cái chương trình lễ vía Bồ Tát Quán Thế Âm 4 ngày này cực kỳ xứng đáng. Tại vì mỗi một con người chúng ta đều có quán thân giới chủ đi theo, hay nhiều người mang nghiệp phá thai, hay tạo nhiều nghiệp chướng trong cuộc đời, hay nhiều đời, nhiều kiếp. Đây là cái cơ hội mình tu hành, đây là một cái cơ hội để quý vị phát nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc, và cho tất cả quán thân trái chủ hay là thân bằng quyến thuộc, hay là nghiệp phá thai chưa siêu thoát, đều được về chùa nghe pháp niệm Phật, lễ Quán Thế Âm Bồ Tát, phóng sanh cúng thí thực. Cái công đức này thù thắng lắm, công đức này rất là lớn. Nên cái chương trình này quý vị hy hữu khó gặp, vì quý vị có thể là lợi để lễ Quán Âm Bồ Tát, nhưng mà khó có thể cả ngày tu như vậy. Mà những đức sắp ra cho quý vị một cái thời khóa tu rất là gọn. Nên khi nghe chương trình thông báo này, tất cả hàng Phật tử khắp nơi nơi, quý vị nên chuẩn bị. Bây giờ là chuẩn bị vừa, bây giờ là rủ người vừa, rồi tất cả những vị trưởng đoàn đem những buổi này giới thiệu rộng ra cho tất cả các trang trên mạng,
để nhiều người người ta được coi qua chương trình này, để người ta phát tâm, người ta đến, người ta tu học 4 ngày lễ Bồ Tát Quán Thế Âm, vừa cầu an cho người thân, vừa cầu siêu cho người thân. 4 ngày này tu xứng đáng lắm. Quý vị biết rằng là chúng ta còn sống trong cuộc đời này, và khi mình nghe đạo, mình hiểu được rằng ông bà tổ tiên của mình vì chúng ta mà tạo rất nhiều nghiệp chướng. Bây giờ họ còn đang đọa lạc khổ đau. Dựa vào những chương trình khóa tu này, số lượng người rất đông, để chúng ta nguyện cầu siêu cho ông bà tổ tiên của mình. Việc làm này mà con cháu biết tu làm đặc biệt lắm. Bây giờ quý vị là Phật tử chùa nào, hay là quý vị tu phương pháp nào, nhưng đây là một chương trình khóa tu đặc biệt. Nếu như chùa mình có tổ chức cho quý vị lại Quan Âm, thì quý vị ở nơi đó quý vị lại Quan Âm. Nếu như họ không có tổ chức, thì quý vị phát tâm chúng ta đi đến đây lễ Quán Thế Âm Bồ Tát 4 ngày. Những đức không có rủ rê Phật tử nào, chùa nào hết, nhưng mà đây là một cái chương trình khóa tu chúng ta cùng tu, vừa cầu an cho tất cả chúng sanh và cầu an cho toàn thế giới kiếp nạn được hóa giải, và vừa cầu siêu cho cụ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta, và tất cả chúng sanh chết mà chưa được siêu thoát, tặng hư không khắp pháp giới. Chúng ta dùng công đức tu hành để hồi hướng cầu siêu, mang một cái tâm nhiệt quyết này để chúng ta cùng đến đây dự khóa tu. Nên tất cả những vị trưởng đoàn, những người dẫn dắt người tu mỗi một địa phương của mình, vị nên phát động cái chương trình này để đi lễ Bồ Tát Quán Thế Âm 4 ngày. Cái chương trình này quá đặc biệt. Đây là cơ hội quý vị được gặp, cơ hội được có người nhiệt liệt phát tâm để làm việc này. Quý vị biết chương trình này cũng không phải dễ làm, nhưng mà quý vị biết cuộc đời chúng ta nên làm một cái gì đó trong cuộc đời này lợi ích cho tất cả chúng sanh. Và 19 tháng 6 này cũng dịp mùa hè, quý vị rủ rất nhiều người cho người ta được đi lại Bồ Tát Quán Thế Âm. Có những người người ta đi tốn tiền xe, người ta chưa hiểu, quý vị có tiền quý vị thuê xe cho người ta đi luôn. Việc này rất đặc biệt, rất là tuyệt vời quý vị. Còn lễ Vu Lan tháng 7, những đức thông báo cho quý vị luôn, tại vì tháng 6 với tháng 7 thì khoảng cách một tháng gì thôi. Lễ Vu Lan chuyến này chúng ta tổ chức cũng 3 ngày mà rất tiện lợi cho quý vị đi luôn. Đó là nhằm vào những ngày nghỉ lễ quý vị. Vu Lan tháng 7 là ngày mà nghỉ lễ. Trong 3 ngày này quý vị được nghỉ lễ luôn. Đó nằm vào thứ 6 ngày 17 tháng 7 âm lịch, và ngày nghỉ lễ đó là ngày 1 tây tháng 9 quý vị à. Và thứ 7 là ngày 18 tháng 7 âm lịch, và nhằm ngày lễ 2 tháng 9 dương lịch, lễ Quốc Khánh. Và chủ nhật là ngày 19 tháng 7 âm lịch, và vào ngày nghỉ lễ tiếp tục đó là ngày 3 tháng 9 dương lịch. Và ngày thứ 2 là còn nghỉ bù một ngày nữa, nhưng mà chúng ta tổ chức chỉ có 3 ngày thôi. Đó là thứ 6, thứ 7 và chủ nhật, 3 ngày. Ngày Vu Lan đó quý vị, quý vị được nghỉ 3 ngày lễ đó, và chùa chúng ta tổ chức khóa tu cho quý vị xuyên suốt 3 ngày luôn. Để quý vị lễ Viếng Quan Âm xong, chúng ta cũng sẽ được đến dự khóa tu 3 ngày tại chùa chúng ta vào dịp tháng 7. Tháng 7 đó là quý vị biết rằng rất nhiều người ta đi chùa, và nhiều người người ta không tu gì đi chăng người ta cũng ăn chay trường. Như vậy thì cái khóa tu 3 ngày này quá tuyệt vời, để cầu an cho người thân và cầu siêu là việc quan trọng vô cùng trong tháng 7. Mà 3 ngày khóa tu này vừa cúng niết thực, vừa phóng sanh, vừa niệm Phật, lễ Phật, nghe Pháp, đây là việc rất hy hữu thù thắng để cầu siêu cho ông bà tổ tiên chúng ta và tất cả chư hương linh vì nghiệp phá thai và những người chết chưa được siêu thoát. Những đức giới thiệu luôn cái chương trình lễ Vu Lan tháng 7 này cho quý vị được nắm, để chúng ta khi dẫn đoàn xe đi và quý vị nêu lên chương trình lễ Vu Lan luôn 3 ngày, để cho tất cả những người trên xe đều nắm rõ cái chương trình khóa tu của tháng 7 lễ Vu Lan.
để tiếp tục đăng ký chương trình đi dự lễ nữa. Đó là những đức thông báo gì đó quý vị. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả hàng Phật tử khắp nơi nơi, quý vị luôn luôn tín nguyện đối với Tam Bảo, tín nguyện đối với pháp môn Tịnh Độ, và những người có duyên gặp được Tịnh Độ tín nguyện niệm Phật cả đời không thối tâm, và cuối đời chúng ta đều hẹn gặp nhau ở Tây Phương Cực Lạc quý vị. À, những đức thông báo quý vị, khi quý vị dẫn người đi dự chương trình lễ Quan Âm hoặc là lễ Vu Lan, thì trên đoàn xe những người trưởng đoàn nên làm việc này lợi ích rất là lớn. Quý vị nên giới thiệu cho họ về chiếc máy nghe pháp V52 này. Vì sao? Vì chuyến đi của họ cơ hội được đi đến chùa, dù họ cúng dường Tam Bảo hay không cúng dường, nhưng quý vị nên chỉ họ đặt máy nghe pháp này về tặng cho người thân. Vì chiếc máy nghe pháp V52 này rất lợi ích để cho họ tặng cho người thân của họ. Có dịp đi chùa đem món quà tặng cho người thân, ông bà cha mẹ, anh chị em, chiếc máy nghe pháp V52 này quý vị nên giới thiệu cho họ để họ đi đến chùa, có dịp đến chùa để tặng. Nhớ nghe quý vị. Rồi chiếc máy niệm Phật quý vị nên giới thiệu cho họ. Mà mình là trưởng đoàn, mình nên đeo chiếc máy niệm Phật để giới thiệu cho người ngồi trên xe, để cho mỗi một người đặt máy niệm Phật có dịp đến chùa để dự lễ viếng Quan Âm hoặc là Vu Lan. Nhớ. Rồi chiếc máy bấm số rất là đặc biệt để móc câu Phật hiệu, quý vị nên giới thiệu cho họ, để chỉ cho họ, để họ biết tu. Đó là dịp đến chùa, mình chỉ họ được đi về ngôi Tam Bảo thì có cơ hội được đặt máy nghe pháp, máy niệm Phật để về gieo duyên cho tất cả thân bằng quyến thuộc của họ. Lợi ích này rất là lớn. Quý vị nên làm thêm chỗ này một chút để cho chúng sanh càng nhờ. Đó là đem Tịnh Độ giới thiệu khắp nơi nơi cho chúng sanh được lợi ích. Chúc quý vị luôn luôn an lạc, có sức khỏe, cả đời chúng ta niệm Phật và sống vui vẻ, không buồn giận ai để trong tâm, và nhiệt tình hết lòng phục vụ đạo pháp, để cuối cuộc đời chúng ta đều hẹn gặp nhau ở Tây Phương Cực Lạc. Chúc quý vị luôn luôn an lạc. A Di Đà Phật.